Kính chào Tâm Hạnh, kính chào Vinh Giang Nhất Hà, kính chào Vinh Quang, kính chào Tam Quý. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Nhất Vinh, kính chào Đạo Tràng. Dạ, không biết Tâm Hạnh nói gì vậy quý vị? Dạ, Nhật Quỳnh không biết Tâm Hạnh muốn nói gì ạ. À? Dạ, Nhật Quỳnh xin lỗi, không có dấu, Nhật Quỳnh đọc không có được. Anh không biết là Tâm Hạnh muốn nói gì. Dạ, bây giờ thì kính thưa Đạo Tràng, kính thưa Vinh Kinh. Hôm nay Ngài Trí Đức bận công việc không có vào room được, nên là Đạo Tràng chúng ta tự biên tự diễn. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng và kính mời Vinh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Và Nhật Quỳnh cũng xin sám hối với Vinh Kinh và Đạo Tràng. Bài học tuần rồi Vinh Kinh đưa cho Nhật Quỳnh đó, thì Nhật Quỳnh làm bài xong nhưng Quỳnh không có nhớ là Quỳnh đã dạy rồi. Nhưng sau cái buổi học đó thì Nhật Quỳnh nhớ lại là Quỳnh đã dạy rồi. Nên Nhật Quỳnh cũng xin sám hối với Quỳnh mà xin sám hối với Đạo Tràng. Dạ, có điều chi sơ sót, nếu quý vị có yêu cầu gì thì yêu cầu Vinh Kinh nha. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh ạ. À, Vinh Kinh đâu rồi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Dạ, kính mời Vinh Kinh. Nam mô Thầy ạ, Nam mô Tham Mai ạ, Nam mô Sơn Khai ạ. Rồi, xin chào tất cả quý vị. Nay mình sư Trí Đức bỏ dắt con bỏ chợ ha. Sư Trí Đức dắt con bỏ chợ. Rồi, bây giờ Quỳnh ôm show. À, cái thứ gì? Nay chúng ta tiếp tục học lại học cái bài về tình người đó. Học tiếp nhiều cái chị học lắm, phải bình luận thấy giống giống như qua vậy đâu, thì tiếp học và chỉ là nói theo kiểu khác. Thì này học vô bài tức là học tới người khổ, xong người khổ rồi phải không vậy, xong người khổ phải không? Rồi, ok, rồi nơi thì mai chúng ta tiếp tục ha. Cô Nhật Quỳnh cũng post lên cái Bali rồi, mình đọc tiếp, đọc kỹ rồi ha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ tạm bảo tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantan Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namastami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sangham Namami Samma Sambuddhamatulam Sasattham Bhagavatamma Abhivadiyapasissa Abhidhammasangaham. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaham. Rồi, kính thưa quý vị, để bắt đầu vào buổi học thì trước tiên chúng ta cũng đọc Bali trước. Mời sư Nhật Quỳnh post bài Bali lên cùng nhau, mời tất cả quý vị lên đọc cho ta nắm được Bali và có được thêm nhiều phước báo. Và một ai sẽ mời cô bắt tay. Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe được âm thanh và cảm ơn tất cả quý vị. Và trước hết thì con kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào thầy kinh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc bài trước đi. Bút Gá La Phê Đô phân hạng chúng sanh. Đu Hề Tú Ca Nam Hề Tú Ca Nành Chá Ba Nét Tha Kri Gia Chá Qua Nà Ni Chề Quá Ấp Báp Bà Chá Qua Nà Ni Chá Na Lắp Phàn Tí Ta Thà Nhà Na Sầm Ba Dút Ta Quý Bà Ca Ni Chá Su Gá Ti Dằm Đúc Gá Ti Dằm Ba Na Nhà Na Quý Ba Dút Ta Ni Chá Ma Hà Quý Bà Ca Ni Chá Lắp Phàn Tí
nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chấp duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề su cha khi na sa hòa năng cú sa la cú sa la cha hòa na ni cha na lập phàn tì tí ta thà sê khắp bú thút cha na năng kri ya cha hòa na ni đích thí ra ta sa yut ta quý trí kích cha cha na hòa ni cha se kha năng anaga mi bút ga la năng bana bati kha cha wa na ni cha na lập phàn tí lô cút ta ra cha wa na ni cha yat tha sakamariya năng ê quá sa múc bách chành tì tí. Với bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phạm nhân bu thuốc chá ná và hạng ngũ học xê khát. Những chập trá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi không phát sinh đến các vị sê khác. Đối với vị A-na-hàm không thể có trá quá ná liên hợp với sân, nhưng các trá quá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A se kha năng chát tú chát ta li sa se kha năng út đi se cha bần nhà sa quá se sa năng chát tú bần nhà sa sầm pha hòa a dằng ép tha bút ga lá phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, vậy là con đã đọc xong, con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, và dạ, con xin nhường mic cho người khác. Alo, alo ạ. Dạ, kính cảm ơn chị Nhất Ta, chị Trần Đạ, Thiện Vũ đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính lễ thầy kinh, con kính chào các anh chị ở trong đạo tràng ạ. Con xin đọc bài. Bút Ga La Phề Đồ phân hạng chúng sanh. Đu hề tu cà nam ma hề tu cà nành cha ba thắc ri già cha wa na ni chề wa áp pa na cha wa na ni cha na la phàn tị ta thà nhà na sầm ba yut ta quy pa cà ni cha su ga ti dằng đúc ga ti dằng pa na nhà na quy ba yut ta ni cha ma ha vi pa ka ni ki ni na la phan ti. Nơi đây với những người mà thức sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh,
Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khì nà sa quà nặng cu sa là cu sa la cha qua nà ni cha na la phản tì tí ta thà sề kha bút thu cha nà nặng ri già cha qua nà ni đi thi ga ta sầm ba yut ta quy chi kích chà cha qua nà ni cha sề khà nằng a nà gà mi búc ga là nằng panapati kha cha qua nà ni cha na la phàn tị lô cút ta ra cha qua nà ni cha ya thà sakamari ya e wa ê wa sa mu pa chan ti ti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy, những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Bhutuchana và hạng học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham, không thể có Chawanas liên hợp với sân, nhưng các Chawanas siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase khà nàng chatu chát tà lì sa se khà nàng đi xề cha bành nhà xà qua xề xà nặng cha tu bành nhà xa sầm quà a dầm tha bút ga la phề đồ. Tùy trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học a la hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56. Ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm, đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, sa thú, con đã đọc xong ạ. Con kính mời vị kế tiếp, dạ mời Thiện Vũ. Dạ, em cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào Thầy Kinh, kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài ạ. Bút ca lá phề đồ, phân loại chúng sanh. Đú hê tú cà ná, má hê tú cà nhằn chá, phá nét thá, quý già, chá vá nà ní, chề vá, áp phá nà, chá vá nàn ní, chá ná, lắc phàn tí, tá thà, nhà ná, sam phá rút tá, ví phà cà ní chá, xú gá tí chăng, đút gá tí chăng, phá ná, nhà ná, Bíp phá rút tà ní, chá má hà, bí thà cà ní, ná lắc phàn tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác, tốc hành tâm và chỉ tốc hành tâm không phát sinh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sinh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hê tú kề sú chá khi nà xá và năng cú xá là cú xá lá chá ván nà ní chá ná lắp phàn tì tí tá thà xê khá bú phúc chà chá nà năng quý già chá ván nà ní đi chí gá tá xăm phá rút tá ví chí kích chà chá bá nà ní chá sê khà nằng á nà gàm ní phút gá là nằng há ná bá tí khá
chá bá nà lý chá ná lắp phàn tí lô khút tá láp chá bá nà lý chá giá thà phá cầm mà lý già nằng ê bá xá múc tắt tí tì tí với bậc ô vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có đồng tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập đồng tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, bút thúc trá ná và hạng hữu học xê khát. Những chập giá vá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối các vị Ana Hàm không thể có trá vá ná liên hợp với sân, nhưng các trá vá nát siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm. Tùy theo mức độ chứng ngộ, á sê khà năng chá tút chát tà lì chá sê khà năng út đi xê chá thành nhà xà và sê xà năng chá tú thành nhà xá xâm phá và á dằng ép thà bút cá lá phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con chỉ sửa cho con và con kính mời vị đạo hữu kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ Thầy Kinh. Dạ, kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho những từ biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài. Bút Ca Lá Phê Đô, Phân Hạng Chúng Sanh. Đu Hề Tu Ca Nam Ma Hề Tu Ca Nành Chá Panettha Riya Chawarana Ni Chê Vá Áp Pana Chawana Ni Chana Lắp Phần Tí. Ta Thà Nhà Na Sầm Bá Dút Ta Vi Bà Cà Ni Chá Su Gát Tí Dằng Đúc Gá Tí Dằng Ba na nhà na vi bà yut ta ni cha ma ha vi bà ca ni na lắp phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiền thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề, su cha kì nhạ nà, sa hòa nằng, cú sa là, cú sa la cha qua nà, ni cha na lắp phần tì tí ta thà sê khá bút thút cha na nằng kri ya cha hòa na ni chích thí gá ta sầm ba yút ta vị chi kích cha cha hòa na ni cha sê khá nằng a na gà mi bút gá là nằng ba na ba tí khá cha hòa na ni cha na lắp phần tí lô cút ta cha ta ra cha hòa ta ra cha hòa na ni cha giá thà sa ca ma ri già nằng ê quá sa mút ba trần thì tí.
với bậc vô nhiễm A-la-hán trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân Puchuchana và hạng hữu học Sekhas. Những chập Chawanas liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị Sekhas. Đối với vị Anaham, không thể có Chawana liên hợp với sân. Nhưng với Chavana siêu thế thì những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Aseka nang chatu chatta lisa se kanang udise chabanya sa Vase sa năng chất tu bằng nhà sa sam phá hòa a dằng ếch thá bu gách là phê đồ. Bu gách là phê đồ. Tùy theo trường hợp phát sanh, được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán với 44 tâm khởi lên, hàng hữu học có 56, ngoài ra những hàng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, xin dâng bích lời cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Tha Giá. Con kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng, kính chào thầy kinh, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin trở lại ạ. Bút ca lá bê đô phân hạng chúng sanh, tu hề tu ca ná má hề tu ca nằng cha bá nét thá rí già cháu hòa nà ní chề quá hấp ba nà cháu hòa nà ní cha ná lấp bằng tí tát thà nhà ná sầm bá đức tá vi bà cà ní cha su gát chi dần bút gát chi dần bà ná nhà ná huyết bá đức tà ní chà mà hà vi bà cà ní má lấp bằng tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chợt di tác các hành tâm và an chỉ các hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả học trí cũng không có. Thi hề tu kề su cha thi na sa hòa nằm cú sa la cú sa la cha hòa na ni cha na la phần tỳ tí ta tha sê kha phu thút cha na nằm khi già cha quá nà ni đích thi gá ta sầm bá yút ta vi chi cha cha quá nà ni cha sê khà nằm a nà gà mi bút ca là nằm ba ná ba ti khá cha quá nà ni cha ná lấp bằng tí
Lokuttara cha va na ni cha ya tha sakha mariya nang eva samut pat pat chang ti ti. Giới bậc vô nhiễm a la hán, trong những vị mà thức tái sanh do a nhân tạo duyên, không có đủ tất thiện hay ức thiện khác sanh, còn thấy ấy những chập động tốc di tá không phát sanh đến hạng phạm nhân. Bố thuyết chán ná và hạng hữu học xê khát. Những chập cháo ná liên hợp chế tà tiến vào ngoài vi không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với các vị A-na-hàm không thể có cháo ná liên hợp chế sân. Nhưng các cháu ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase kha năng chất tức chất tà li ase kha năng út ti se chất văn nhà xà vá se xà năng chất tức văn nhà xá sông bá và a dặn e ếch thá bút ga lá bề đồ. Vì trường hợp phát sanh được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, con đã trả lời xong, xin cảm ơn chị Lộc Quỳnh đã phát bài ạ. Dạ, xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con chào Nguyễn, con xin kính lãnh lễ sư Trí Đức, con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Bút Ga Lá Về Đồ Phân Hạng Chúng Sanh. Đu hề tu ca na ma hề tu ca nan cha pa ne pa kri ya cha wa na ni che wa ap pa na cha wa na ni cha na la phan ti ta tha nya na sam ba yut ta vi pa ka ni cha su ga ti yang du ga ti yang pa na nya na vi pa yut ta ni cha ma ha vi pa ka ni cha ni na lập phần tí. Nơi đây, với những người mà thức tái sinh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các chập duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cũng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những tâm quả, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kề su cha khi na sa wa nang ku sa la ku sa la cha wa na ni cha na la phan ti ti ta tha se kha pu thu cha na nang kriya cha wa na ni di thi ga ta sam ba yu ta vi chi ki cha cha wa na ni cha se kha nang anaga mi bút ga là nàng ba na pa tít kha cha wa na ni cha na la phan ti lô cút ta ra cha wa na ni cha ya tha
Sakkāyamariya nam eva samuppajjanti iti. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sinh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc thiện hay bất thiện phát sanh, cùng thế ấy, những chập động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, bút thuốc trá ná và hạng hữu học, xê khát. Những chập trá quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị xê khát. Đối với vị A-na-hàm không thể có trá quá ná liên hợp với sân, nhưng các trá quá ná siêu thế chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-se kha nang chát tút chất, con xin sám hối ạ. Con xin đọc lại. A-se kha nang chát tút chát tà lì sa se kha nang út tí se chá bành nhà xà quá xề xà năng chá tú bành nhà xá xàm phá hòa á dần ếch tháp bút gá lá về đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận bằng được ghi nhận rằng các bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hàng hữu học có 56. Ngoài ra, những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giùm con. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa ạ. Con xin phép được xuống mic ạ. Mến chào những người đẹp chưa mới chào đạo tràng. Cảm ơn chị Meta, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Châu Nguyễn. Và mời quý vị những người đẹp đưa bàn tay đẹp mình lên. Và cũng như mời những cái bàn tay cứng rắn của hai huynh đưa lên. Và trong khi chờ đợi Nhục Quỳnh xin trả bài trước. Và xin mời Thanh Thủy vào ngồi ở ru nghe Thanh Thủy nha. Và cảm ơn Kim Nhung. Và Nhục Quỳnh xin được trả bài ạ. Húc ca la phê đồ phân hạng chúng sanh. Đu hê tu ca na ma hê tu ca nan chấp bát nết. Thác chì già cha na cha qua nà. Ni chề qua ấp qua nà. Cha qua nà ni cha na lấp hoành tị ta thà. Nhà na sầm ba duốt ta quyết. Và ca ni cha su gà tị dần. Đục gà tị dần qua nà nhà. Na quyết ba yut ta ni cha ma ha vi ba ca ni lập hành tích. Những nơi đây, những nơi đây với những người mà thức trái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh, cùng thế ấy trong thiện thú những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh, trong ác thú những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Ti hề tu kê su cha khi na sa hòa năng cư sa la cư sa la quá chắc na ni cha na lập hoành tì tị tha thà xê ca bu thuốc cha na năng chùy già cha na cha qua na ni địch thi gà ta sầm ba yuốt ta vi chi kích cha cha na cha qua na ni cha xê khà năng an na gà mi buốt gà là nằng ba na ba ti gà chắc qua nà ni cha na lấp hoàn tị
lo cốt ta ra chắc quạt nà nị cha gia thà sát căng như quên sai rồi gia thà sát ca ma đi già nặng ề quá sa mướt bát chàn tì tí với bậc vô nhiễm a la hán trong những vị mà thức tái sanh do nhân duyên, do ba nhân tạo duyên, không có động tác thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thấy ấy, những chập động tác ghi trác không phát sanh đến hạng phàm nhân. Bú thuyết cha ná có hạng hữu học trề khác. Những chập cha quá nát liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị sách khác. Đối với vị A-na-hàm không có thể có Chá-quá-ná liên hợp với sân, nhưng các Chá-quá-ná nát siêu thế, chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. A-se-kha-năng-chá-chú-chá-ta-đi-sa-se-kha-năng-út-đi-se-chá-nya-sa-va-se-sa-năng-chá-túc-bành-nya-sa-sam-phá-hoa A dằng ách tha búp ca la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận bằng vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên, hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, Nhật Quỳnh có đọc sai, xin nhờ Quỳnh sửa. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng và mời bàn tay Nguyên Trang, mời bàn tay Thanh Thủy, Thành Hoàng và hai bàn tay của hai huynh. Và kính mời đạo tràng Nguyên Trang nghe được rồi phải không? Đưa bàn tay lên. Nam Mô Bích Tha Gia. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ kính chào thầy Kinh và toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Bút cá lá phê đồ phân hạng chúng sanh. Đú hê tú cà nama hê tú cà nành cha ba nét thá quý già cha quá nà ni chê quá ấp ba nà cha quá nà ni cha na lá phàn tí tách thà nhà na sầm ba giúp ta quý bà cà ni cha su gác tí dần đúc gác tí dần ba na nhà ta quýt ba giúp ta ni cha ma hà quý bà cà. Quý bà cà ni na lá phàn tí. Nơi đây với những người mà thức tái sanh do hai nhân hoặc vô nhân tạo duyên, các cặp duy tác tốc hành tâm và an chỉ tốc hành tâm không phát sanh. Cùng thế ấy, trong thiện thú, những tâm quả liên hợp với tri kiến cũng không phát sanh. Trong ác thú, những loại tâm quả hợp trí cũng không có. Tí hề tú kề Su chắc khi nà sa hòa nằng Su cú sa là cú sa la cha quá nà Ni cha na la phàn tì tí Ta thà sê ca phú tút cha nà nằng Ri già cha quá nà Ni tít Thi ga ta sầm ba yút Ta quý chí kích cha Quá nà ni ca sê khà nằng Anaga Mipukala nang Banapati khachawana Nichanalapan Tilo kut. Giờ con biết xíu cái này nó che mất rồi. Lo kut Tarachawana Nichayatha Kasamariya nang Ewasam Ê quá xa múc bách tràn tì tí. Với bậc vô nhiễm A-la-hán, trong những vị mà thức tái sanh do ba nhân tạo duyên, không có động tốc
thiện hay bất thiện phát sanh. Cùng thế ấy, những cặp động tốc duy tác không phát sanh đến hạng phàm nhân, hút thuốc chán á và hạng khủ học. C-cast. Những chập chá quá ná liên hợp với tà kiến và hoài nghi cũng không phát sanh đến các vị C-cát. Đối với vị A-na-hàm không thể có chê quá ná liên hợp với sân như các chê quá ná siêu thế. Chỉ những bậc thánh nhân mới có thể chứng nghiệm tùy theo mức độ chứng ngộ. Ase tha năng chát tu chát ta li sát se kha năng út tí se cha ban nhà sa quá se sa năng chát tu ban nhà sát sầm phá hòa a dầm ép tháp bút ca la phê đồ. Tùy trường hợp phát sanh được ghi nhận bằng cách bậc vô học A-la-hán có 44 tâm khởi lên. Hạng hữu học có 56, ngoài ra những hạng còn lại có 54 loại tâm. Đây là phương thức phân hạng các chúng sanh. Dạ, dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ kính cảm ơn thầy Kinh và cảm ơn toàn thể đạo tràng. Dạ con xin xuống bút ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Nguyên Trang. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào Đạo Tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, Châu Nguyễn, Thiện Vũ, Nguyên Trang, Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính thưa thầy Huynh Kinh, Nhật Quỳnh không còn thấy bàn tay xinh đẹp của một vị nào đưa lên hết. Dạ, để rung chống vắng. Vậy Nhật Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Huynh Kinh đăng đàn để dạy bài học ngày hôm nay. Có nhiều thời gian Huynh dạy chậm chậm để cho nhất là Nhật Quỳnh có thể tiếp thu bài được. Huynh cho nhiều thí dụ cũng như Huynh dạy chậm chậm để Huynh dạy nhanh quá rồi Châu Nguyễn viết kịp, nhưng mà mọi trung ít người viết kịp, trong đó có Nhật Quỳnh, nên thôi giờ còn nhiều thời gian. Quỳnh thay mặt đạo tràng kính mời Huynh Kinh. Dạ, đạo tràng có đồng ý không? Có đồng ý cho thầy dạy sớm không thì cho những cành hoa đi. Nhật Quỳnh thì tiên phong Nhật Quỳnh. Dạ, Nhật Quỳnh tặng Huynh một cành hoa thật là đẹp trước. Rồi, kính mời Huynh Kinh nha. Ô, Thanh Thủy giờ mới xuất hiện phải không? Dạ, xạ thủ. Nam mô Bồ Tát Đại Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sa Khai Giác. Rồi kính lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý vị. À, kính thưa quý vị, từ rồi chúng ta học về người khổ, cũng có phân hạng người khổ, chúng ta biết có bốn: súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la và địa ngục. Và học về những tâm tục sinh của người khổ, vân vân trong cái đời sống bình nhật, vân vân. Mình đã học biết hết. Bây giờ thấy Kim Nhung có ý kiến gì đây, và mời Kim Nhung nha. Dạ, alo ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu. Dạ, con kính chào thầy Kinh ạ. Dạ, trước khi qua bài mới thì con xin thầy
giúp con còn một vài cái vướng mắc về cái bài vật và cái bài môn đó thưa thầy. Con xin nhờ thầy giúp con để con rõ cái bài này rồi mình qua bài mới được, con dẹp bài này một bên luôn ạ. Cái thứ nhất là cái về phần bài môn á, thì con chỉ nói về phần ý môn, tức là môn, tức là môn là cửa để tâm đi qua. Thì con có biết đó là môn thì có hai, là môn ý môn thì có hai, đó là sắc ý vật, là cho những cõi năm uẩn, và môn là tâm hộ kiếp cho những cõi vô sắc và các tâm tục sinh. Thì cái phần đó con hiểu, nhưng qua cái bài vật, vật tức là vật để cho tâm nương và sanh lên, thì con chưa hiểu cái chỗ là vật thì có sáu vật, có năm vật là năm cái thức, năm cái sắc thành kinh, còn một cái sắc ý vật. Thì đối với sắc ý vật thì bốn quả vô sắc nương vật, thì con chưa hiểu nó nương ở đâu để sanh. Lúc đó mình có thể mình hiểu nó là nương theo môn, giống như nương theo môn giống như tâm bộ kiếp ở bên ý môn được không ạ? Với lại những môn mà nương bất định á, thì con cũng không biết là khi mà ở cõi vô sắc không có vật thì cũng không biết là nương ở đâu. Mà mình có phải phân biệt rạch ròi ra là giữa môn và vật, môn thì nói rộng và vật thì nói hẹp, hai cái này mình có cần phải phân biệt, nếu là môn thì không là vật, mà nếu là vật thì không là môn được không ạ? Dạ con xin thầy cho con biết, hiểu rõ ở phần này hơn ạ. Dạ con kính tri ân thầy. Đây, xà thứ. Xin thì quên đó rồi. Xin thì quên. Xin thì quên lên giải đi coi. Lên giải vụ này coi. Lên giải nào. Học qua lâu rồi. Mô Phật. Xích Kim Dung nghe, học nghe không kỹ những cái chữ môn, ý môn nó khác, mà ý vật nó khác nha, hai cái nó không giống nhau. Môn là cửa, nhưng mà vật làm là vật chất, ví dụ như nhãn vật là thần kinh nhãn, nhĩ vật là thần kinh nhĩ, tỷ vật là thần kinh tỷ, thiệt vật là thần kinh lưỡi, thần kinh thiệt, thân vật là thần kinh thân. Ý vật là sắc, ý vật là vật chất ha. Nhưng mà môn, ý môn thì nó là tâm chứ không phải là vật nữa. Ý môn là tâm hộ kiếp. Tâm là cái cửa của tôi, tâm để mở cái đường cho cái lộ lộ tắc nó phát sanh, như là ý môn. Là ý môn là cái mở mở đường cho tâm sanh á. Thì nó là thuộc về tâm hộ kiếp chứ nó không phải là ý vật. Nó khác cái chỗ đó chút nha. Khác, còn ví dụ như là nhãn môn tức là cái cửa nhãn, tức là có thể nó gần giống như, nó giống như là cái kia, giống như là nhãn vật ha, rồi mở cửa, nhưng mà nó làm phận sự là mở cửa. Còn nhãn vật là thần kinh nhãn, là để cho cái thức nó nương vô, hai cái nó khác, nó giống nhưng mà nó khác, nó giống một cái phận sự nó khác. Ví dụ như cái cửa để mở cho người khác vô là môn, nhưng mà cái cửa cái chỗ cái cửa đó để cho một cái vật nào trú lên đó thì cái đó là vật chứ không phải là môn nữa. Còn ý môn là tâm hộ kiếp, bây giờ như mình có tâm hộ kiếp, mình là tâm quả là thọ hỷ thì mình có cái tâm quả đó, tâm quả nó sẽ là ý môn. Đúng rồi, nó là một trong 19 tâm tục sinh đó, tức là tâm tục sinh nó làm việc hậu kiếp luôn, thì đó là ý môn chứ nó không phải là ý vật. Sắc ý vật là vật chất à nha, sắc ý vật là cái vật mà để cho tâm nó nhiêu nương, cũng giống như cái ghế mà để cho mình ngồi lên vậy đó. Thì sắc ý vật nó là vậy, nó là vật để tâm nương. Còn ý môn là cửa ý, cái cửa để mở cho cái ý nó phát sanh là ý môn, nó khác. Bây giờ nó giống nhau nha, nó khác cho đó nha. Rồi trên cõi vô sắc á, thì người ta không có ý vật, đó là vô sắc thì không có sắc ý vật, thì không có sắc ý vật thì tâm nó không có nương ở sắc ý vật, tâm nó tự nó phát sanh nó vậy thôi, nó an trú trên cảnh giới của cái xe vô sắc, tức là nó tâm nó chỉ có danh pháp, nó không có sắc pháp, cho nên cõi đó là cõi thiền, cõi đặc biệt.
sống không có sắc mà chỉ có danh thôi. Đó, nó là vậy, nó đặc biệt cái gọi đó là vậy. Đâu có, nó không có sắc thì sao có thần kinh. Nó không có sắc trên vô nổi vô sắc thì nó tự nó là tâm rồi, thì nó đâu có hệ thần kinh, đâu có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thủy, thần kinh tiền thân. Chỉ có từ cõi sắc giới trở xuống thì bắt đầu có. Cái nào có cái sắc pháp thì nó mới có thần kinh. Thì tự nó lên chính nó thôi, tâm hồn kiến sanh lên giống như là cái nó là thuộc về vô hình, nó là về tâm thức. Vật vật là thần kinh đó. Thần kinh nhãn là nhãn vật. Vừa học rồi á, thần kinh nhĩ là nhĩ vật. Thần kinh tỷ là tỷ vật, thần kinh thiệt là thiệt vật, thần kinh thân là thân vật, thần kinh sắc ý vật là ý vật. Ý mô là sao? Ý mô mà cõi vô sắc là tâm hồn kiếp luôn á, là tâm hồn kiếp thôi. Ý mô cõi vô sắc cũng là tâm hồn kiếp hết. Ý môn là phải là tâm hồn kiếp thôi, còn ý vật là sắc ý vật, hai cái nó khác nhau. Mình để nó cái không có giống đâu, nó ý nghĩa nó khác hoàn toàn, nó khác. Một cái là cửa mà một cái là cái vật để cho thấm đường, còn cái là như làm phần sự là mở đường mở cửa, còn cái là vật để thấm đường, hai cái nó khác nhau sao? Hiểu chưa? Thấm được này chưa? Được chưa? Alo, còn gì nữa? Đúng rồi, môn là cửa đó, là cái cánh cửa mình nó mở ra đó, là cửa, môn là cửa. Còn vật là cái mà để cho cái gì khác nó nương lên đó thì cái là vật. À, ý vật là cái chỗ để cho cái tâm nó được nương, nó chỗ nương lên, à, nó nương lên đó thì kia là ý vật. Khác nhau một xíu vậy đó thôi, ý nghĩa khác nhau chút. Nhiều người cũng lộn như này lắm, nhiều người cũng là bị rối như này, không biết sao lộn xộn thì không. Để nói ý môn người ta tưởng là xác ý vật, không phải. Khác đó. Ý môn chính là tâm hộ kiếp, nhớ gì đó, à, nó là tâm là chứ nó là danh pháp rồi chứ không phải là sắc pháp, à, đúng rồi, nó khác hẳn luôn ha, nó là danh pháp chứ không phải sắc pháp. À, nắm được chưa? Nắm được chưa? Giờ mình đi qua bài mới được chưa? Coi lại đi ha, coi bài lại đi ha, tính sao ha. Rồi giờ mình đi qua bài ha, vô bài mới ha. Rồi giờ mình vô, trước là mình học về người khổ rồi ha, giờ mình bước qua ngay tiếp theo học. Bữa nay mình học trong liên tục về người xong rồi chúng ta mới đi qua cõi ha, người xong rồi cõi, rồi mới bắt đầu qua những cái pháp khác ha. Đi tuần tự lại chứ không có giảng kiểu lâu lâu vô nhiều khi nói bất tử nó lộn xộn bài. Rồi, bây giờ người khổ là chúng ta đã qua rồi ha. Giờ chúng ta học tới người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân. Su ga tí a hê tu ca bút ca lá. Người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân, được chưa? Còn nhé, còn qua số 2 rồi, số 2 là người lạc vô nhân. Số 2 là người lạc vô nhân. Coi lại cái bài được coi. Ngày trước ghi nhóm, sau rồi? Nhóm A, đúng rồi, nhóm A là phạm nhân á, còn trong nhóm A đó. Còn trong nhóm A đó. Số 2 là người lạc vô nhân. Rồi, từ cái chữ Sugati, Sugati, á hề tôi cá bút cá lá thì chuyện Sugati là trạng thái hạnh phúc, thì nó kêu là Sugati là một cái trạng thái hạnh phúc, một cái trạng thái là vui vẻ, quan hỷ, à, kêu là Sugati, trạng thái hạnh phúc. Thì mình ghi Sugati là trạng thái hạnh phúc. Rồi á hề tôi cá, á hề tôi cá. Hê tú cá là nhân, mà á hê tú cá là vô nhân. Thì á hê tú cá là vô nhân.
Bukkala. Bukkala là người. Bukkala là người. Bukkala là người. Rồi, như vậy là mình ráp ba cái vô ha. Sugati ahe tuka bukkala. Ráp ba chữ vô. Và người có nhiều an lạc hơn người khổ. Phải. Người có nhiều an lạc hơn người khổ. Phải. Không bị chịu những thống khổ như người khổ. Không bị chịu những thống khổ như người khổ. Không bị chịu những thống khổ như người khổ. À, thì như vậy, người lạc vô nhân là Sugati Ahe Tukka Bukkala, tức là người này có được nhiều sự an lạc hơn. À, những cái người mà mình học phía trên là về người khổ, tức là súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục, thì những người đó là những người khổ, chịu những cái sự đau khổ của cái nghiệp quả của họ. À, còn người lạc vô nhân thì sướng hơn. Người lạc vô nhân thì có đời sống an lạc hơn, sung sướng hơn, có được hạnh phúc hơn. À, có được hưởng những dục lạc nhiều hơn thì được gọi là người lạc và vô nhân, tức là có được hưởng nhiều hơn. À, đó là định nghĩa sơ sơ về vấn đề xuống cái lý hay tôi cá bút cá lá ha. Rồi xuống dòng này, tâm tục sinh, tâm tục sinh của người lạc vô nhân này, nó là tâm tục sinh thì là tâm gì đây quý vị? Tâm tục sinh của người lạc vô nhân là tâm gì? Hello. Nhớ không? Thiết Nhật Quỳnh đã mất rồi. Rồi. Alo. Tâm quan sát họ xả quả thiện vô nhân. Đúng vậy, quan sát họ xả quả thiện vô nhân. Như vậy là tâm tục sinh là tâm quan sát họ xả quả thiện vô nhân. Nó là thuộc về quả thiện. Để được tục sinh làm người lạc thì quả phải là quả thiện. À, còn cái người khổ là tâm quan sát họ xả quả bất thiện vô nhân. À, nó khác ha, một cái bất thiện một cái. Thì vậy tâm tục sinh là tâm quan sát họ xả quả bất thiện. Tâm này làm phận sự tục sinh cho người lạc vô nhân. À, và làm luôn hậu kiếp thử luôn. Rồi đó là tâm tục sinh. Rồi trú xứ hai chấm. Trú xứ hai chấm. Có mặt cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương bậc thấp. Có mặt cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương bậc thấp. Trú xứ cõi nhân loại và cõi tứ thiên vương bậc thấp. Thì như vậy chúng ta thấy qua vấn đề này, chúng ta thấy là người lạc vô nhân là có mặt trong cõi nhân loại. À, trong cái cõi mình đang sống này thì cõi người lạc vô nhân có mặt, có hiện hữu. Và ngay cả cõi trời tứ thiên vương luôn ha. Cõi trời tứ thiên vương là cõi thấp nhất á. Cõi tứ thiên vương mà còn mà loại thấp nữa, loại thấp cùng của loại tứ thiên vương. À, thì như vậy là trú xứ có hai loại, nhân loại và tứ thiên vương thấp. Đúng chưa? Đó là cái trú xứ của người lạc vô nhân. Rồi xuống dòng, có ba loại sanh. Tức là người lạc vô nhân này có ba loại sanh. Một, hai sanh. Một, hai sanh. Ở ngoặt cõi nhân loại. Ở ngoặt lại. Hai sanh. Số 2 là quá sanh. Cõi tứ thiên vương. Cõi tứ thiên vương đóng ngoặc lại. Quá sanh.
số 3 và sắc hóa sanh mở ngoặc cõi vô tưởng, sắc hóa sanh mở ngoặc cõi tưởng đóng ngoặc. Chỗ này sắc hóa sanh mở ngoặc cõi vô tưởng đóng ngoặc, hai chấm cái, chỗ này phải hai chấm cái, viết thêm số vấn đề để mình nắm được. Hai chấm dòng tái tục, tức là tục sinh á, tái tục chỉ có sắc, tái tục chỉ có sắc sanh gồm hai chấm tiếp, tái tục chỉ có sắc sanh gồm hai chấm. Sắc mạng quyền, sắc mạng quyền cộng sắc nghiệp mạng quyền cộng sắc nghiệp cộng sắc âm dương, sắc âm dương cộng sắc vật thực, cộng sắc vật thực sắc âm dương cộng sắc vật thực. Rồi xuống dòng không có sắc do tâm sanh, không có sắc do tâm sanh, không có sắc do tâm sanh. Rồi sử dụng ghi tiếp, được xếp vào nhóm người lạc vô nhân vì tâm tục sanh không có nhân. À, vì không có tâm tục sanh nên không có nhân, phải lộn. Vì không có tâm tục sanh nên không có nhân. Được xếp vào nhóm người lạc vô nhân vì không có tâm tục sanh nên không có nhân. Được xếp vào nhóm người lạc vô nhân. Rồi, như vậy là chỉ có ba loại sanh. Thứ nhất là thai sanh, tức là về cõi nhân loại mình. Và thai sanh là có người lạc vô nhân bằng thai sanh. Rồi trên cõi thiên vương, cõi trời tứ thiên vương thì những cõi trời đó ta quá sanh. Thì người lạc vô nhân này sanh ở trên cõi trời tứ thiên vương là thuộc về dạng quá sanh. Tức là không có phải qua thai bào như mình nữa. Họ biến hiện có liền cõi quá sanh tứ thiên vương. Rồi cái thứ ba là đặc biệt là nói về sắc hóa sanh, tức là cõi vô tưởng, tức là cõi mà những vị trời vô tưởng họ tái sanh ở đó, mà trên đó họ chỉ có sắc thôi, tức là họ không có danh, tái sanh đó chỉ có sắc pháp thôi. Mà sắc pháp thì gồm có sắc mạng quyền và cái sắc mà để gìn giữ cái sắc pháp của họ được tồn tại, sống còn trên cái cõi đó đó cho đến khi mạng chung, thì đó là sắc mạng quyền. Rồi sắc nghiệp là cái sắc do nghiệp nó tạo ra, cái sắc pháp đó. Rồi sắc âm dương tức là sắc về từ quý tiết, tiết âm dương đó. Và cái sắc vật thực tức là sắc dưỡng tố, để nó nuôi dưỡng cái sắc pháp trên đó. Nhưng mà nó không có sắc do tâm sanh nha quý vị, nó không có sắc do tâm sanh, tức là không có tâm thì không có sắc do tâm sanh, còn mình thì có sắc pháp do tâm sanh. Khi tâm mình sanh lên thì sắc pháp nó sanh theo, đồng sanh theo như vậy đó. Mình có sắc do tâm, là sắc do nghiệp, sắc do vật thực, sắc do âm dương, mình có nhiều thứ loại nó sanh như vậy. Còn trên cõi đó thì không có sắc do tâm sanh, tức là không có tâm thì đương nhiên là không có sắc do tâm sanh. Và người vô tưởng này, người vô tưởng này được xếp vô cái nhóm loại thuộc về người lạc vô nhân, bởi vì họ tục sinh không có tâm, họ không có tâm tục sinh, mà không có tâm tục sinh thì nên không có nhân, thì người ta được xếp vô chung những nhóm là người lạc vô nhân. Nhưng mà thực sự là chỉ
vô tưởng này đó, họ trước khi bị sanh về cái cõi vô tưởng này đó, họ là một vị đắc thiền, đắc với ngũ thiền đó, chứ không phải giỡn nha, họ đắc với ngũ thiền đó. Rồi do cái lời nguyện họ, họ chán cái tâm tu quá, thấy cái tâm này nó phiền não quá, phiền muộn quá, họ nguyện là không có tâm. Thì do cái ý chí mãnh lực của cái tâm, cái lực của tâm thiền, họ nguyện thì họ trái tái sanh về cõi vô tưởng, sanh làm búp bê nằm chơi đó, không có bị khổ nữa. Họ nghĩ như vậy thì họ bị sanh gì đó, họ nằm yên đó, không còn bị phiền não quấy nhiễu, mà nằm trên đó 500 kiếp là họ chết thôi. Chết phải tục sinh trở lại thôi. Họ bị sai lầm trong cái tri kiến đó, họ không hiểu được cái sự giải thoát như thế nào, thế ra họ bị lầm lẫn về cái đó. Rồi đó là nói về cái sắc hóa sanh, tức là thuộc về cõi vô tướng. Cho chúng ta nắm được cái này không? Rồi có gì nắm được chưa? Alo, được chưa? Ok ha. Rồi xuống dòng mình đánh cái bông nào vòng cái nè, tức là cái người lạc của dân thì đó, mình đánh cái vòng đầu vòng không thể đắc thiền hay đạo quả. Tức là người lạc của dân thì không thể nào mà đắc thiền hay đạo quả, giờ tu cỡ nào thôi không thể nào đắc thiền hay đạo quả được. Không thể đắc thiền hay đạo quả. Rồi đúng ha. Nhưng mà không phải vì vậy mà mình không tu, cũng phải tu để gieo dòng, gieo trồng thiện pháp cho những kiếp sau, để trở lại làm người tâm nhân lại. Cho nên nhưng mà ngay trong kiếp hiện tại, nếu mà là người lạc vô nhân thì tu chỉ gieo duyên thôi, chứ không thể đắc được. Rồi xuống dòng đánh cái bông nữa. Và có dị tật bẩm sinh, tức là người lạc vô nhân sanh ra là có dị tật, chứ không có bình thường như là người nhị nhân hay người tâm nhân. Có dị tật bẩm sinh. Có gì tật bẩm sinh rồi ha. Rồi xuống dòng, trong đời sống bình nhật, hai chấm, trong đời sống bình nhật, tức là trong cái đời sống bình thường á, bình nhật bình thường á. Tức là mình như mình đang sống nè, trong đời sống bình nhật, hai chấm, rồi xuống dòng tâm, nói về tâm, hai chấm, có 41 tâm. Ta cho biết là người lạc vô nhân này sống có được 41 tâm, 41 loại tâm khác nhau. Tâm. 12 bất thiện có không quý vị? Hay là bỏ bớt cái nào đây? 12 bất thiện có không? Tam sân si có không? Có đủ không? Rồi, ghi xuống 12 tâm bất thiện. Rồi, 18 tâm vô có không? Alo, 18 tâm vô nhân có đủ không? Đủ hết không? Có đủ không? Alo. Còn ai nữa không? Bây giờ Nguyên Trang nó mất tiêu rồi. Trốn rồi, cô Mê Ta nó mất rồi. Ông Nhật Trần đã rồi, không thấy trả lời cho em rưu và rưu cái này. 18 tâm vô nhân thì trừ cái sinh tiếu rồi ha, còn 17 tâm vô nhân. Rồi ghi ra tiếp là 17 tâm vô nhân trừ sinh tiếu. Trừ cũng bị tiếu rồi, đúng rồi. 8 tâm thiện dục giới tình hảo có không? 8 tâm thiện dục giới tình hảo có không? Thích Meta có không? Thích Nhật Quỳnh có không? Trần Đạo có không? Có không? Có. Là 8 thiện hợp trí có không? Ý 4 thiện hợp trí có không quý vị? Người lạc vô nhân có 4 tâm thiện hợp trí không?
tám thiện chục giới hợp ký rồi, đúng thiện giới tình hảo có ha, rồi bốn đại quả có không? Bốn đại quả thiện tám đại quả thiện có không? Nói tám luôn nha, tám đại quả thiện có không? Chỉ có bốn thôi nha, bốn đại quả thiện ly trí thôi, bốn tâm đại quả ly trí, nó không có bốn học trí ghi đặt rồi, không có bốn quả học trí thôi, bởi vì người lạc vô nhân thì không có những cái tâm quả học trí để làm việc na cảnh. Bốn tâm quả thiện ly trí này nó làm việc, bốn đại quả thiện này nó làm việc na cảnh thôi à, được là bốn đại quả thiện ly trí thì có. À, có đủ không? Thì như vậy là chúng ta có lại là 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện, 17 vi tiếu, 17 vô nhân trừ vi tiếu, 8 thiện dụng giới tình hảo, cộng 4 đại quả thiện ly trí dục giới, làm việc na cảnh. Ghi ra luôn cho nó dễ nhớ, không thôi mình không hiểu là cái gì. Đủ không mất không có gì? 12, 24. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, như vậy là mình có được 41 tâm ha. Người lạc vô nhân có được 41 tâm. Nhưng mà những cái tâm thiện dục giới tịnh hảo mà thuộc về hợp trí á, thì nó hiếm lắm, vậy hiếm có, khó có à, mặc dù mình nói chung như thế, nhưng mà thực sự để mà phu nhân mà có được tâm thiện hợp trí thì quá thật chuyện phải nói là hy hữu, khó lắm. Ngay cả mình giờ mình nhị nhân hay tam nhân nhưng mà đợi tâm thiện hợp trí nó sanh khởi cũng khó lắm, phải khéo tác ý nó mới sanh được chứ không phải dễ. Rồi xuống dầu do 41 tâm mà mình thấy thì tâm sở đương nhiên là tâm sở nó có đầy đủ không, tâm sở là có 52 đầy đủ, 13, 14, 25 có đầy đủ ha, tâm sở thì có 52. Rồi, tức là trong đời sống bình nhật của người lạc vô nhân à, chúng ta có được những loại tâm như vậy, tức là về bất thiện cũng có, mà thiện cũng có à, rồi những tâm quả mà vô nhân cũng có luôn à, rồi những tâm quả ly trí dùng để làm phận sự mà hưởng móc cảnh na cảnh cũng có luôn à, thì như vậy chúng ta có được trong đời sống bình dịch của người lạc vô nhân là như vậy. Rồi xuống dòng có 11 loại người lạc vô nhân, hai chấm. Có 11 loại người lạc vô nhân, tức là có 11 loại lần nha, chứ không phải là chỉ có một loại này. Có 11 loại người lạc vô nhân. Dòng, một là người mù bẩm sinh. Người mù bẩm sinh. À, đó là chữ đó, chắc chành thác, người mù bẩm sinh, chắc chành thác, hai chấm, người mù bẩm sinh, chắc chành thác, hai chấm. Tức là khi sinh ra không có thần kinh nhãn à, tức là người mù bẩm sinh là khi mà được sinh ra thì không có cái hệ thần kinh nhãn. Khi sinh ra không có thể thần kinh nhãn. Rồi xuống dòng, mình gạch đầu dòng ha. Về thai sanh. Về thai sanh, tức là người mù bẩm sinh đó, về thai sanh. Chữ này, thai sanh. Gốc phát xì giác cá là thai sanh. Gốc phát xì giác cá, thai sanh. Hai chấm.
là nói về người mù bẩm sinh mà nó là thuộc về hạng mà thai sanh nhé. À, thì hai chấm từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng, tức là 11 tuần ha, 3 tháng là coi như giống như 11 tuần ha. Từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng, sắc thần kinh nhãn không sanh. Từ khi tục sinh trong vòng 3 tháng thì sắc thần kinh nhãn không sanh. À, tức là cái người lạc phu nhân này được xác định là người lạc phu nhân mà thuộc về thai sanh đó, thì khi người này tục sinh ra trong vòng khoảng 3 tháng hay là nói trong vòng 11 tuần lễ đó, thì trong phạm vi đó đó mà cái thần kinh nhãn nó không sanh đó, thì được xác định là người lạc phu nhân. À, nhưng mà sau đó, sau 3 tháng đó, thì có những trường hợp gì đó xảy ra, họ bị mù hay là những tai nạn gì đó, thì nó không tính vô người lạc phu nhân nha. À, chỉ tính trong vòng 11 tuần lễ trở lại thôi, và được xếp là người lạc phu nhân, được về khai sanh. Quý vị nắm được ý nào, nắm được ý này cho biết đi. Rồi ha, rồi giờ nắm được ý ha. Rồi xuống dòng nãy là nó khai sanh ha, rồi giờ nói tới hóa và hóa sanh và thấp sanh, hóa sanh và thấp sanh. Hóa sanh và thấp sanh, hai chữ Bali này luôn. À, lộn. Sorry nha, cái chữ đó không phải nha, chữ đó bỏ. Đây, hai chữ này đây. Upapa tika samse dacca, tức là hóa sanh và thấp sanh. À, là hồi nãy mình nói thai sanh, bây giờ mình nói tới hóa sanh và thấp sanh. Hai chấm á. Thì cái loại hóa sanh và thấp sanh này đó, thì ngay giây phút tục sinh, không có sắc thần kinh nhãn sanh lên. Ngay giây phút tục sinh không có sắc thần kinh nhãn sanh lên, hay gọi là ngay sắc na tâm tục sinh đó, thì sắc thần kinh nhãn không sanh lên. Ngay giây phút tục sinh không có sắc thần kinh nhãn sanh lên, là thuộc loại hóa sanh và thấp sanh ha. Thì hai loại này là hóa sanh và thấp sanh thì gom chung là chỉ tính ở giây phút tục sinh thôi. À, tức là ngay lúc đó không có thần kinh nhãn sanh lên thì được xếp vô loại người lạc vô nhân. À, còn sau đó không tính ha. Rồi như vậy là người mù bẩm sinh mình có được hai loại, loại thai sanh và loại hóa sanh và thấp sanh, vô chung nhóm. Rồi, đó là chúng ta có phần thứ nhất là người mù bẩm sinh. À, đó là số 1 là người mù bẩm sinh. Thì nó có ra được hai thứ vậy, thai sanh và hóa sanh và thấp sanh vô chung nhóm. Tại vì nó cùng tính ngay với giây phút tục sinh ha. Đó là hạng thứ nhất của người lạc phu nhân, là người mù bẩm sinh. Được chưa? Viết xong chưa? Alo, cô Nhật Quỳnh, cô Meta viết xong chưa? Rồi ha. Rồi, số 2 là người điếc bẩm sinh. Người điếc bẩm sinh. Chắc cha ba thi ra cá. Chắc cha ba thi ra cá là người điếc bẩm sinh. Người sanh ra bị điếc, sanh ra bị điếc liền ha. Cũng giống như cái phần trên thôi, mình có viết ra, tức là người điếc bẩm sinh là số 2. Rồi, số 3 là người không có thần kinh tỷ bẩm sinh. Người không có thần kinh tỷ bẩm sinh. Tỷ là lỗ mũi đó, người không có thần kinh tỷ, tức là người này không có ngửi được mùi. Lúc mà sanh đục sinh ra là họ không có thần kinh tỷ, tức là bị điếc, điếc mũi á, nghe điếc mùi á, nghe gì ta điếc lỗ tai mà này điếc mùi, người này bị điếc, không có cái thần kinh tỷ để ngửi mùi, hít 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 không nghe mùi được, là xong rồi.
mà sanh ra như vậy là được xếp vào người lạc vô nhân, tức là người đó không có cái hệ thần kinh để mà ngửi mùi. Còn về sau mà nếu mình có bị thì cái đó là khác nha, không tính nha, cái đó không tính là người lạc vô nhân. Thì mình sanh ra bị được xếp vào người lạc vô nhân, tức là người mà không có cái thần kinh để mà ngửi, thần kinh ngửi. Rồi số 4 là người đần độn bẩm sinh. Người đần độn bẩm sinh. Người đần độn bẩm sinh chắc chá chá lắc cá. Chắc chá chá lắc cá. Người đần độn bẩm sinh. Tức là cái hạng người này khi mà tục sinh ra đó là từ đó về sau là trở thành người giống như là lững thững, ngớ ngẩn, không có một cái sự mà hiểu biết, không có sự thông minh. Và người ta còn có thể nói là người này có thể không thể đếm được số 11 tới số 10 nữa. Đếm lát lộn xộn. Cho nên người này gọi là đần độn bẩm sinh, là lúc mà sinh ra là bị cho tới khi lớn luôn ha, đần độn bẩm sinh. Còn nếu mà sau đó đó, sau thời gian mấy tháng sau mà bị trong trong chẳng hạn như tai nạn gì đó ra trong bụng mẹ, hoặc là sanh bị cái chuyện gì đó, thì nó không tính, nó không tính là người lạc vô nhân. Người đó sau đó thì không tính, mà lúc mà sanh ra mà bị thì lúc đó là tính. Chúng ta thấy cũng có nhiều người sanh ra bị giống như bệnh đau, sanh ra bị liền, thì trong khoa học có nói người đó sanh ra bị thiếu cái chất gì đó, khoa học không tính, nhưng mà thật sự đó là do nghiệp trong quá khứ nó tạo, thì người đó là người sinh ra là đã bị như vậy, ngớ ngẩn khùng khùng điên điên, thì đó là người độn đần độn bẩm sinh là số 4. Rồi số 5 là người câm bẩm sinh. Người câm bẩm sinh. Người câm bẩm sinh. Cha mù gắt cá. Chắc cha mù gắt cá là người câm bẩm sinh, là người tục sinh ra, sanh ra là bị câm liền, sanh không có nói được ú ớ ớ, người câm bẩm sinh. Ngày do nghiệp quá khứ nó bậy nó bạ vậy, nó nhiều quá nên ra sanh ra câm bẩm sinh luôn. Rồi tới người điên bẩm sinh. Người điên bẩm sinh là số 6. Người điên bẩm sinh. Người điên bẩm sinh. Chắc cầm mắt tất cả. Chắc cầm mắt tất cả. Tức là người này sanh ra là bị điên. Sanh ra là điên liền. Nó nặng hơn là người đần độn. Người điên bẩm sinh là nặng hơn người đần độn. Sanh ra là bị điên. Bị khùng ha. Người điên bẩm sinh. Rồi chưa? Rồi tới số 7 là người vô tính. Người vô tính. Bình đắc cá là người vô tính, tức là không có tính, người vô tính là người không có bộ phận sinh dục nam hay sinh dục nữ, và người không có bộ phận sinh dục nam hay sinh dục nữ, tức là kêu là người vô tính, là người này sinh ra là không có bộ phận sinh dục, tức là nam cũng ra nam mà nữ cũng ra nữ, là kêu là người vô tính. Rồi, đó là số 7. Rồi, số 8 là người lưỡng tính. Người lưỡng tính. Người lưỡng tính. Uffatto biancanaka. Người tính. Uffatto biancanaka. Người lưỡng tính. Tức là hai lưỡng là hai. Tiếng Hán là lưỡng tính là hai loại tính. Tức là người không có bộ phận sinh dục cố định. Tức là người này không có cái bộ phận sinh dục cố định. Cái chuyện này rất là quá dị ha. Là người không có bộ phận sinh dục cố định. Khi nam tính mạnh, khi mà có nam tính mạnh, thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện.
Còn mà khi nữ tính mạnh á, thì bộ phận sinh dục nữ hiển lộ. À, đây là cái đặc biệt của người lưỡng tính là vậy, tức là nó có hai cái tính. À, khi mà nam tính mạnh, tức là lúc mà nam tính nó phát sanh mạnh á, là cái chất nam tính ngựa mạnh á, thì bộ phận sinh dục nam xuất hiện. Còn khi nữ tính mạnh thì bộ phận sinh dục nữ nó xuất hiện, nó hiển lộ. Người lưỡng tính. Rồi, người lưỡng tính ha, là có hai thứ như vậy, tức là nó có hai bộ phận sinh dục. À, cho nên chúng ta phải xuống ghi thêm là có hai loại người lưỡng tính. Có hai loại người lưỡng tính. Có hai loại người lưỡng tính. À, một là nam lưỡng tính. Nam lưỡng tính tức là người người mà có thân tướng người nam. À, người nam lưỡng tính tức là có cái thân tướng là như một người đàn ông. À, như một người nam, người đàn ông đàng hoàng ha, có thân tướng người nam đàng hoàng, nhưng mà khi gặp một người nam khác á, mà cảm thấy phát sanh là dục cảm phát sanh, hứng khởi phát sanh, thì bộ phận sinh dục nữ nó mới hiển lộ. À, đây là người nam lưỡng tính, tức là có thân người nam, nhưng mà khi gặp người nam khác mà dục cảm lát xanh thì bộ phận sinh dục nữ nó hiển lộ. À, thấy kinh khiếp không? Đó là người nam lưỡng tính, là có thân tướng người nam đàng hoàng, có thân người nam, nhưng khi gặp người nam mà dục cảm lát xanh thì bộ phận sinh dục nữ hiển lộ. Đó là nam lưỡng tính ha, là thứ nhất là nam lưỡng tính. Rồi, thứ hai là nữ lưỡng tính. Nữ lưỡng tính có thân tướng người nữ đàng hoàng, tức là có thân tướng của một người nữ, là yếu lã, yếu yếu điệu thuộc nữ ha. Yếu điệu thuộc nữ, quân tử hiếu cầu ha. Thì có thân tướng người nữ, nhưng mà khi gặp nữ nhân, khi gặp người khác, gặp người nữ khác, gặp nữ nhân khác thì phát sanh dục cảm, thì bộ phận sinh dục nam hiển lộ. À, dễ sợ không? Thấy do cái nghiệp lực mà tạo ra chúng sanh đủ dạng trạng, đủ hình trạng, đủ kiểu cách. À, là người nữ lưỡng tính thì có cái thân của một người nữ đàng hoàng ha. À, nhưng mà gặp một người nữ khác nó phát sanh sự thỏa thích, sự khoái thích thì dục cảm phát sanh, thì phát sanh thì sinh dục nam hiển lộ ra. Đó là nữ lưỡng tính. Rồi, đó là cho chúng ta thấy là nam lưỡng tính nó khác ở nữ lưỡng tính, là ở chỗ là nam lưỡng tính thì cái tướng người nam, nữ lưỡng tính thì cũng có tướng người nữ đang đàng hoàng. Mình nhìn ngoài mình không biết ha, thì mình vẫn biết mà vẫn thấy bình thường người nam hoặc là người nữ đàng hoàng, nhưng mà khi mà đụng chuyện thì nó lại khác. Vấn đề đụng chuyện thì nó phát sinh những cái trường hợp mà mình thấy ngoài cái tưởng tượng của mình bình thường ha. Cho nên đó là nam lưỡng tính và nữ lưỡng tính có sự khác biệt như vậy. Rồi xuống dòng mình đánh cái hoa thị đầu dòng ha. Đánh hoa thị đầu dòng. Người nữ lưỡng tính, người nữ lưỡng tính tức là người nữ hai tính, có thể làm cho nữ nhân khác mang thai hoặc chính họ cũng mang thai. À, đây là người nữ lưỡng tính, tức là người nữ này có thể làm cho nữ chính họ cũng mang thai, bởi vì nó họ là người nữ mà. À, khi gặp người nữ khác thì nó phát sinh sinh dục nam, thì họ có thể làm cho người nữ khác mang thai. À, hoặc là chính họ khi họ gặp người nam khác họ cũng vẫn bị mang thai như thường. Thì vậy người nữ lưỡng tính có hai cái trường hợp đó như vậy, tức là có thể tạo bào thai hoặc là chính họ cũng bị mang thai luôn. Đây là cái trường hợp mà nói về người nữ lưỡng tính. Rồi xuống dòng là người nam lưỡng tính, thì
người nam lượng tính này thì là người nam, à, cho nên nó chỉ có thể làm cho người nữ khác mang thai thôi, thì, nhưng mà riêng họ thì không thể. À, đó là người nam lượng tính, bởi vì nó là người nam, à, nó chỉ bản chất nó cũng là người nam thì nó chỉ làm cho người nữ khác mang thai, nhưng mà riêng họ thì không thể có được, à, cho nên gọi là nam lượng tính, có sự khác biệt với người nữ lượng tính này cho đó. Rồi, xong ha, chép kịp chưa? Tới người số 8 xong, người lượng tính xong, quý vị chép kịp chưa? Người, cho qua tiếp. Tới người số 9. Chính là người trung tính. Người trung tính. Người trung tính. Nó bùm sắc các bành đá cá, nó bùm sắc các bành đá cá, người trung tính. Rồi, người trung tính này là tương tự như là người vô tính, à, tức là không có tính, tức là không có bộ phận sinh dục nam hay sinh nghiệt nữ, à, và được xét vô là người vô tưởng luôn, người vô tưởng cũng là người trung tính luôn, à, tương tự như người vô tính và không có bộ phận sinh dục nam hay nữ, hay là người vô tưởng cũng vậy. Đó là người trung tính. Người vô tưởng nữa, hay là người vô tưởng cũng xét vô người trung tính luôn, người vô tưởng thì cũng không có bộ phận sinh dục. Rồi số 10. À, tới số 9 phải không? Giờ tới số 10 là người cà lâm bẩm sinh. Người cà lâm bẩm sinh. Mâm mắt cá, người cà lâm bẩm sinh. Tức là người này sanh ra là bị liệt, cái vụ liệt ha. Sanh ra lúc mà nói được là cà lâm, nói không có rõ lời được. Là người cà lâm bẩm sinh, được xét vô người lạc vô nhân. Rồi số 11, người phi hảo Atula. Người phi hảo Atula. Phi hảo lạc, ghi cho đủ đi ha. Người phi hảo lạc Atula. Người phi hảo lạc Atula. Người phi hảo lạc Atula. Tức là người này là hạng Atula đó, hạng Atula sống theo núi, sống dọc theo núi, non rừng rậm sông rạch, vân 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 ha, đó là hạng Atula sống theo những cái nơi đó, chỗ nào có núi non rừng rậm sông rạch sông này kia nọ thì nó những người phi hảo là Atula sống đó, và nó có thân hình rất là quái dị ha, có thân hình rất là quái dị. Gặp mấy người này chắc chết luôn á, mình
xui gặp thôi xong chắc đứng tìm chết. Đây là người phi hảo lạc Avala. Thì đời sống của chúng sanh này chúng ta thấy là không khác gì với những cái loài ngạ quỷ, cũng không khác là bao nhiêu, là đời sống chúng sanh. Những sanh này không khác với ngạ quỷ là bao nhiêu hết. Thì gọi là người phi hảo lạc Atula. Đời sống của nó không khác gì với loài ngạ quỷ. Tiên cá đẹp nhé, này tiên cá người ta đẹp. Đẹp trời, con này là quá dị á, này là giống như là quỷ ha. Giống như quỷ đầu bự, mắt lòi, lưỡi le dài đó, ghê gớm. Nhìn mấy người này, nhìn này giống như mình không biết gì, coi phim kinh dị, mình coi mấy phim Mỹ mà có phim kinh dị, làm những người mà quá dị coi rất là ghê gớm. Mà cái này sự thiệt ở ngoài nó còn ghê nữa, cái thiệt ngoài nó thấy còn khủng khiếp nữa. Bữa nào ai đó Châu Nguyễn, cô Nhật Quỳnh hay là về Việt Nam rủ nhau vô rừng đi tìm thử có gặp không, chiêm nghiệm thử. Đúng rồi, tổng sư ta quả thiện vô nhân, người lạc mà, người lạc vô nhân mà. Đó, rủ Kim Dung nè, Kim Dung đi nè, mấy chị em đi cùng nhau vô rừng thám nghiệm thử coi cái tâm sợ hãi của mình nó có dũng cảm không nó có vượt qua được không. Sư phải gặp lại cho biết, gặp say hello hello how are you được. Nói chuyện được làm quen coi hỏi đời sống thì sao, ăn uống gì, sống cách nào, hỏi làm quen. Rồi về viết sách, về viết bản sách, đưa cho Nguyễn In ra. Đời sống của người Atula. Rồi, xuống dòng mình đánh cái mông bự là dòng, lại nhấn mạnh về người vô tưởng nha, đánh mông bự là dòng. Người vô tưởng được xếp vô người lạc vô nhân vì hai nguyên nhân. Người vô tưởng được xếp vô người lạc vô nhân vì hai nguyên nhân. Hai chấm. Không, không phải số 12, cái này chỉ là đánh qua thị đầu dòng thôi. Lại mình nhấn mạnh cái người vô tưởng lại. Người vô tưởng được xếp vô người lạc vô nhân vì hai nguyên nhân. Rồi đó. Một, không có tâm tục sinh. Một là không có tâm tục sinh nhưng có sắc mạng quyền. Không có tâm tục sinh nhưng có sắc mạng quyền, đó là lý do được xếp vào người lạc vô nhân. Bởi vì không có tâm tục sinh thì không có tâm tục sinh thì không có nhân, người vô nhân. Nhưng mà người này là sống là do sắc mạng quyền để nó gìn giữ. Rồi số 2, bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới. Chứng đắc ngũ thiền sắc giới nhưng chán nản tâm thức, nhưng chán nản tâm thức cho rằng hai chấm. Bậc chứng đắc ngũ thiền sắc giới nha, chứ không phải thường nha, nhưng chán nản tâm thức cho rằng hai chấm. Vì có tâm thức mới có khổ. Vì có tâm thức mới có khổ. Tức là cái bậc bởi như giờ mình tu đắc được cái ngũ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đắc tới tận cùng có thiền sắc giới là tối cao đó. Nhưng mà cái xả thiền ra thấy cũng còn phiền não, cũng những cái tư tưởng mà nó quấy nhiễu, nó làm cho mệt mỏi khổ sở. Mà mấy người tu thiền rồi cái tâm nó nhảy lắm vậy. Mấy người đó nó thấy được cái tâm là phiền não ghê lắm, nó thấy suy nghĩ nó vọng động, nó tham dục hay là sân hận sân khởi, họ thấy nhẹ nhại lắm, chút xíu là họ thấy khó chịu rồi, bởi vì họ đã từng an trú trong thiền rồi. Thành ra cái gì mà ngược lại với cái thiền cái họ thấy khó chịu. Và chính vì như vậy họ phát sanh cái tà kiến, họ cho rằng là chính vì do có cái tâm thức này nó mới có khổ. Chứ họ không biết là nguyên nhân từ đâu cái sự khổ nó có, họ không biết được điều đó.
cho nên họ chán nản cái tâm thức này và họ nguyện, bắt đầu họ nguyện kiếp sau đừng có tâm thức, do thấy tâm thức họ diệt cho nên họ nguyện kiếp sau đừng có tâm thức, do phát nguyện ý đó với cái năng lực thiền định của họ, chết tái sanh về cõi vô tưởng. Chúng ta ghi thêm là vì vị ấy nguyện kiếp sau đừng có tâm thức do thiền lực nên sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. Rồi, tức là chúng ta thấy rằng người lạc vô nhân, cho chúng ta biết là có 11 loại người người lạc vô nhân như vậy. Chúng ta thấy trong cái đời sống của sự luân hồi nó có những cái mà chúng ta không thể nghĩ bàn được ha. Gì vậy? Nguyện đừng có tâm thức. Họ nguyện kiếp sau đừng có tâm thức. Do thiền lực, nên sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. Nên sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. Sau khi mạng chung tái sanh về cõi vô tưởng. Có nhiều người mình cũng đã từng nghe ha, có nhiều người sống khổ quá đó quý vị. Khổ quá, nguyện sao kiếp sau đừng làm người nữa, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Hoặc là sanh làm bông hoa, làm cây cỏ, không có biết khổ, không có biết khổ, cũng tại vì cái tâm họ thấy cái tâm khổ quá. Tâm làm cho người điêu đứng, làm cho chúng sanh phải bị là rơi vô những tình huống rất là khắc nghiệt ha. Đôi khi có nhiều người bị trầm cảm, nhất là những người mà bị trong cái mùa dịch đó thì rất là nhiều người bị nha. Chúng ta thấy nhiều người vô trong cái mùa dịch này cái bị quarantine, bị cách ly đó, cái bị phát sinh cái trầm cảm, ở nhà hoài không được đi đâu, cái tâm họ yếu, họ phát sinh bệnh, tâm họ giật, họ làm cho họ bị giống như khùng khùng điên điên, rơi vô trong cái tình huống mà bị trầm cảm. Vậy phải thấy họ thấy cái tâm họ sợ quá, cái tâm ghê quá, cái tâm khổ quá, chán cái tâm này, nguyện cho không có cái tâm nữa. Nguyện nhiều người phát sanh những cái tư duy về nguyện không được sanh lại làm người nữa, nguyện sanh làm cây, làm cỏ, làm rau ra bông hoa này kia. Nó không có cái tâm thì không có khổ, họ nghĩ vậy. Nhưng mà đâu có dễ vậy, đâu có xù được. Chim khác là chim có tâm á, vậy bả, chim có tâm đàng hoàng, chim lại có tâm, nhưng mà họ nguyện không có tâm lại đâu có dễ gì trốn được, đâu có dễ gì mình xù được, cái tâm nó đi theo mình nó là nghiệp rồi. Như vậy là chúng ta học xong cái người lạc vô nhân. Cũng hết giờ thôi vậy ha, cũng vừa đúng hết giờ thì cho chúng ta thấy là trong cái đời sống hàng ngày chúng ta sống, nếu mà mình không có khéo tu tập, không có khéo mà tác ý để làm những thiện pháp thì trong cái kiếp luân hồi chúng ta vẫn có thể có khả năng rơi vào người khổ, hoặc là có thể rơi vào người lạc vô nhân này. Mà rơi vào thì mệt mỏi nha quý vị. Rơi vào người lạc vô nhân này, rơi vô cái dòng mà bị khùng khùng điên điên, hay là rơi vào trong cái trường hợp mà lưỡng tính mệt mỏi dữ, cái đó thì thấy rất là khổ sở. Chúng ta thấy trên thế gian này bây giờ cái vụ lượng người mà lưỡng tính mà đang quấy động rất nhiều ha, tìm cách này để tạo cho những người đó có những niềm vui hạnh phúc trong cuộc đời sống, bớt đi những cái nỗi đau khổ. Thật sự những người đó là tất cả đều do nghiệp mà nó làm cho bị như vậy, chúng ta thấy rất là nguy hiểm.
Cho nên khi mà mình tu tập, mình cố gắng mình tu tập rồi mình phát nguyện do cái thiện phước công đức, mình đừng bao giờ rơi vào trong cảnh khổ, đừng bao giờ rơi vào trong những cái người mà có những cái sự mà bất bình thường như vậy, gây cho chúng ta nhiều mọi đau khổ rất là nhiều. Còn nếu mình không khéo, mình rớt vô như không, dễ, rất là dễ, cái vụ này rất là dễ, bởi vì trong cái đời sống mình là phàm mà, phàm phu tục tử mà, lúc mình tham, lúc mình sân, nhất là sân dữ, ai đụng tới mình nổi sân, nổi điên lên, mình chửi mắng, mình trù quẻo người ta, về tức tối, mình đủ thứ chuyện, sân si, gieo nghiệp với người khác, rồi cái nghiệp đó mình sẽ mang lấy, và nó đi theo mình. Và những cái sân nó mạnh lắm, vì mình sân lên cái dòng tâm thức mình nó mạnh lắm. Khi mà nó đã nó ghim sâu vô trong cái dòng tâm thức mình rồi, nó đưa đi theo mình việc mày luôn. Chúng ta thấy ghê lắm, cái tâm ghê lắm. Chẳng hạn như Xin Nhật Quỳnh làm MC, chỉ cần có người nào chê cái thôi là ghim vô bụng lên, ghim vô là thù này quyết trả 10 năm chưa muộn. Cho nên đừng có bao giờ sân hận quan trái ha. Quan trái là khổ, khổ thân mình chứ không khổ ta, cố gắng lên ta chê kệ người ta, mà cười hè hè giống cái tập bắt chước như chúng tôi ha, ai nói thì nói một cái cười chắc cú vui vẻ mà sống chắc cú, chửi họ bị khổ, chê mình họ bị khổ, còn mình tức mình khổ, nhưng mà nói thì nói chứ không phải dễ như vậy, chứ không phải dễ đâu. Chẳng hạn như giờ Nguyên Trang đây mà mình chê Nguyên Trang nhưng mà xấu cái là rồi đó, chê Nguyên Trang nói dở là rồi đó, là sao là vĩnh biệt luôn, vĩnh biệt miễn chơi luôn, giận thù hằn cái đời này qua đời khác không. Nguy hiểm lắm, rất là nguy hiểm. Mình cẩn thận. Bởi vì khi mà mình đời sống mà trong cái thân này của mình có hàng mắt ha, hai là tai, hai là mũi, cái miệng, những cái thân, như là cái ý thôi, có nhiều đó rồi. Chỉ bao nhiêu đó thôi mà nó giết chết chúng ta, dân chìm chúng ta trong cái đời sống bị khổ. Thấy mà không vừa ý thì bực bội, nó khó chịu. Mẹ vừa ý thỏa mãn thì bị dính mắc, mà nghe những cái gì mà chối tai nghịch lòng thì tức tối sân hận, kết thù kết quán, nhưng mà nghe những gì khoái chí, những gì mà thỏa thích, được khen được tặng thì thỏa thích thì lại dính mắc, lại đau khổ. Thì cứ như vậy là mắt tai nghe mũi ngửi lưỡi ném thân xúc chạm ý suy nghĩ, nó vòng vòng nó vậy thôi, có gì sửa đâu, có gì cao xa đó, nó chỉ vòng vòng như đó thôi mà mình làm không được, mình tu không được, khó là khó cái chỗ đó. Cho nên mình phải có một cái phương pháp, chứ mình muốn giữ không được nữa. Giữ tâm mình thản cũng được. Giờ ví dụ như cô mấy ta lên đọc Bali cái bị người ta chê cái này, dễ gì cô giữ bình thản được. Ví dụ như chê cô mấy ta này là mệt đó, là xong rồi, là tối nay mất ngủ đó. Tối nay nằm ngủ gác tay lên trán, trời ơi tức quá, rồi tao tập vậy chê tao là ghim trong bụng này ha. Không có dễ gì đâu. Cho nên mình phải cẩn thận lắm, mình phải là có một cái phương pháp, tức là mình có một cái sự quân tập tu tập thường xuyên, mình phải có cái sự mà luôn luôn là có một cái kia là thường thường dùng chữ tu tập về mà chánh niệm á, thực sự chánh niệm thì khó, mình chưa chánh niệm nổi đâu. Mình cố gắng tu tập về ghi nhận về cái tâm thức của mình, để mà có chuyện gì là mình nhìn vô cái tâm mình lên không, nhìn cái tâm mình đừng cho nó khởi lên những cái tư tưởng xấu, tư tưởng ác. Khi nó khởi lên những cái tư tưởng xấu như tưởng ác đó, thì mình cố gắng là mình niệm cho nó mất, tức là mình ghi nhận, mình nhìn niệm đó, mình đặt nó cho nó mất, thì mình cố gắng như vậy thời gian đó, mình có được cái lực, cái tâm mình nó có một cái niệm lực, cái tâm lực mình nó có đó. Chỉ đơn giản bằng cách đó thôi, tức là mình phải có niệm lực, tức là phải có sự mà ghi nhận thường xuyên những ác pháp sanh, nó sanh lên mình niệm, sanh lên niệm, ghi nhận liền tập quen, thì lâu ngày nó thành thói quen. Khi mà đụng chuyện á, chẳng hạn như giờ qua Trần Đạo lên trả bài xong bị cho 5 điểm, cái cô Trần Đạo nổi sân liền không,
bạn nổi sân liền. Mà khi tâm sân nổi lên cái mình có cái tập niệm thường xuyên đó, thì nó vừa nổi sân lên cái mình niệm cái nó mất thẻ ra ha, hết liền thẻ ra đó, là do nhờ mình có niệm lực. Còn giờ nếu không có niệm lực là nó nổi đùng đùng á, nổi đùng đùng, nó đùng đùng giận không biết gây ai, kiếm xã đè ra chửi mệt nữa. Rồi khi lộn đó là mệt xỉu luôn. Cho nên phải cố gắng làm sao có được cái niệm lực cho nó tốt đẹp, để gìn giữ là mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi ném thân xúc chạm ý suy nghĩ được tốt đẹp là phải có niệm lực. Không có niệm lực không làm ăn gì được. Mình nhiều khi ta nói chỉ cần không chấp thì cái nó nói cái đó là nói thôi đó. Cái đó là mình bị mình văn nói, văn nói chuyện, nhưng mà thực sự cái tâm mình nó lẻ lắm, tâm mình đúng cái nó làm cái rét lên là nó lẻ lắm, chứ nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu. Bây giờ mình có phản ứng gì đó thì nó cũng đã qua rồi, thì bây giờ mình phải tập cho có cái niệm lực thật là mạnh, nó mới chiến thắng những ác pháp. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy trong cái con đường tu tập mình thật sự nó đơn giản như thôi, không có gì khó khăn này, mà lại là khó, rất là khổ sở, rất là y tế, không có đơn giản. Chỉ cần chúng ta giữ cái tâm mình được nghiêm chỉnh là cả một vấn đề, không rất phiền não. Rồi, chẳng hạn vậy mà còn đưa cho mình đi sanh vòng vòng vòng, sanh làm những cái loài ma quỷ được không nè, sanh những cái thứ mà trời đấy nó phiền não ghê lắm. Thôi giờ do phước báo mà chúng ta học vì pháp, chúng ta tu hành được bao nhiêu thì do phước báo nguyện cho tất cả chúng ta. Đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, đừng rơi vào trong những người vô nhân là thuộc loại xấu ha, đừng rơi vào những loại đó, luôn được sanh làm người tốt, sanh làm trời hoặc là làm những vị chư thiên, và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí làm đẹp nhau cả thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi xin mời cô MC lên làm chương trình. Dạ, sa thú, sa thú. Nhật Quỳnh xin thay mặt Bảo Tràng kính cảm ơn Quỳnh Kinh rất là nhiều đã giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, để cho trong Đạo Tràng cũng như Nhật Quỳnh học, cố gắng hiểu và cố gắng những thiện pháp để thoát được những cõi khổ. Nam mô Bích Thà, dạ, một lần nữa thành kính tri ân Quỳnh rất là nhiều. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Uất tam ăn ghê nà quạnh đê hăng ba đà phẳng sung bà ruột tam ăn bụt thể dơ khá lý tổ đô sơ bụt thơ khả mặt tụ tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dạy chân Đức Phật là đặng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê nà quạnh đê hăng thẩm anh chết đức quý thăng và răng thầm mê dơ khá li tô đổ sâu thầm mơ khá mặt tù tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xóa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sân khanh chết đức quý thọ tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sô sẵn khô khẩm mặt tù tăng mà măng. Còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng kính cảm ơn Quỳnh rất là nhiều, và cũng kính cảm ơn Châu Nguyễn đã chịu khó bất bài ngày hôm nay để cho Đạo Tràng thấy kịp, nghe kịp. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh rất là kính ơn tất cả Đạo Tràng đã tham dự buổi học ngày hôm nay. Dạ, ni tha phụ ta, ni sa ma ga ta, ni phụ ma, ni qua a ya, ni qua an ta lịch khê, ta thả ga tăng đê, qua ma nô sư bố chi tăng, bố thăng nam ma sa nô sư qua thi hô tư a ni. Tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni qua a ya ni qua an ta lịch khê ta tha ca tăng đê qua ma nô sư bồ chi tăng tham
măng nam ma sa na su va ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ka ta ni phum ma ni wa ya ni va an ta lik khe ta tha ga tang de va ma nu su bu chi tang sang khang nam ma sa na su va ti ho tu hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà định hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật, là các giáo trụ đã được chứng quả giống nhau, mà chữ thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lời. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng tu phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây, xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đau mà tu hành tinh tấn, ngõ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con học quỷ di diệu pháp này, hôm nay đến giới Ngài Tịnh Sự, cầu mong Ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, để bổ túc ba lực ba la mật của Ngài sớm thành tựu đạo quả y như sở nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Chúng con cũng thành tâm dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phàm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh chùa Ngọc Đà, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là xung quanh nơi ở của Huynh Kinh. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tam biến cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này đỡ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu, ý đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu, ý đăng quân nhân ni bana sabat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quang lâm vào rum chứng minh để chúng con được học di diệu pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dâng quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc Huynh Kinh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thịnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, nhật quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh, kính chúc quý anh chị em đạo hữu, nhất là Huynh Kinh, luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam mô Bích Tha Giá.
Nam mô tham ma dạ. Nam mô sang tha dạ. Dạ con xin phép được xuống mít để đăng ban điều hành chúng con để bài kinh châu báo, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rum. Nam mô bích tha dạ. Kính chào tạm biệt đạo tràng Dung Nguyễn, à Châu, Châu Nguyễn, quên rồi, chạy mất tiêu rồi. Nhà thằng tượng Châu Nguyễn chắc hôm nay thế này, chắc chủ nhật này cũng thế nào cũng đi chùa Bủ Đức, có Thanh Thủy. Chùa Bủ Đức chủ nhật này là lễ dỗ của ngài, ngài Tịnh Sự ở Thanh Thủy ơi. Dạ, dạ Nhật Quỳnh xin xuất mít ạ. Sang kê ra ta nang ba ni tang e te na sa che na
di mô tu và na pha gum bê gia ta phu si tam ghe kim ha na ma se ta tam ma ning kim he ta tu ba mang tham ma qua răng a đê sa di ni ba na ga minh ba ra mang di ta dạy đăng ni phu thế ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti hô tu wa ro wa ran nhu wa ra do wa ra ha ro a nu ta ro tham ma wa ran a di sa di đăng ni phu thế ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti hô tu ki năng bu ra năng ra quan na ti sam pa quan ta ya ti kê pa quát min tê ki na bi cha vi rùn ha an da ni pan tê thi ra ya tha yam ba di bô y đăng vi sang kê ra ta năng ba di tăng e tê na sát chê na su va ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni phung ma ni va ya ni va an ta li kê ta tha ga ta chi tăng bồ tăng nam ma sa ma su ma ti ho tu ya ni ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ga tăng be wa ma nu sa bu chi tăng nam ma nam ma sa ma su ma ti ho tu ya ni ta phu ta ni sa ma ga ta ni bum ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta Sang Kang Namah Sama Suwati Hong.